ngoài chợ ra. Ừ. Đây là nước sát khuẩn. Đây là nơi tiếp nhận ủng hộ. Đây xà bông. Xà bông đâu có nước rửa đâu. Đây là nước rửa tay khô. Đây là nước rửa tay khô thôi. Đây là keo, còn này là nước. Ờ. Đây là cây ATM gạo nghĩa tình 11 tuổi trẻ Krông Bông chung tay phòng chống dịch COVID-19. Hai nhân viên đứng để đón bà con nghèo đến nhận gạo trước khi vào cổng là các nhân viên thanh niên là phải xịt cái sát khuẩn rồi mới vào cổng cả nhà. Nắng quá đi. Đây chuẩn bị phát gạo này. Bà con xếp hàng cách nhau 2 mét 2 mét cả nhà. Bà con đứng xếp hàng đợi để phát gạo. Phát gạo cho bà con này. Người được nhiêu em? Dạ. Người được nhiêu? Mấy ký em? 4 ký hả? 4 ký dạ. Người được 4 ký. Đây là cấp gạo miễn phí cho cộng đồng cùng chung tay phòng chống corona cả nhà. Đây mình quăng bên đây luôn nè. Quay bên này đi. Bà con đi nhận gạo phải có cái phiếu đàng hoàng này. Cầm phiếu trong tay. Lần lượt đi từng người một. Đây đằng sau cây ATM này. Để em cấp gạo đó. Hệ thống máy cô. Hệ thống máy chuyển gạo ATM chuyển gạo. Chung bà con mình chung tay qua chống dịch Covid. Trong thời gian này thì hỗ trợ cho bà con một phần nào đó. Con bò à. Đây, anh chị thanh niên, đoàn thanh niên ở huyện đang thực hiện giúp nhau rồi chuyển gạo lên thùng hệ thống
đưa gạo xuống đây cả nhà. Nhỏ nhỏ này, 5 kg. Đứng thế nào gọi? Cứ có phiếu là có. Nên là cán bộ nghèo với bên cán bộ thanh niên ở xã chuẩn bị lập danh sách trước rồi, nên giờ là cứ ai có phiếu là lần lượt là được nhận gạo thôi. Cho bà già trước đi, bà già già rồi, đứng nắng lâu quá không nổi. Rồi xong rồi đó bà, xong rồi. Mời bà già đi. Cái gì nữa? Không có, như thế thôi. Mỗi người một suất thôi. Mỗi người một suất thôi. Cái bao này hơn 1 kg rồi, còn bên kia hơn 4 kg cho mấy. Rồi. Hình nào nó giật cái chỗ cho em hay đứng quái cho em hả? Đó. Bây giờ tiên truyền truyền thông lên cực kỳ nguy hiểm. Thử lại cái máy của em, lại máy đang làm máy. Tổng số là được 1,5 tấn hả? Để xem chỗ cơ quan em. Bà cầm được không? Được. Không có ai đi với bà hả? À con hả? Xong cho con vào đây xếp cho bà nhỉ? Chưa được. À được, chưa được. Bà lấy cái gì nữa? À bao. Bà bỏ vô bao đi, cho nó gọn đi. Bỏ giùm bà. Hỏi nó đủ. Rồi. Còn chỗ này sao đây mà không dậy? Bà con đã nhận gạo rồi về kìa.